Năm nay bán cúc được không? Chờ cúc này bán ớ quá em ơi. Dạ. Hiện nay các tiểu thương ở đây ngày 27 rồi đúng không ta? Ngày 27 rồi mà... Bên 28 chứ. 28 rồi. Và bà con nói bán hơi chậm cho nên các bạn chưa sắm gì về cây cảnh, hoa cảnh ra đường mậu thân mua nha các bạn. Ly này mình trồng mấy tháng con? Dạ, con cũng không biết nữa nhưng mà giá trung bình là 130 chú. 130 hả? Dạ. Ly có hương. Còn đại lý không sao, anh chồng ly không có hương. Hương nó thiêu ly rồi. Còn đi hai giống loại nó tên khác nhau hay sao? Dạ, nhiều loại lắm. À. Lùng cao đúng không? Còn ly này gọi ly gì? À, ly trung cao. Hello, xin chào các anh chị cô chú. Ngày hôm nay Mr. Alo quay một clip review con đường hoa của thành phố Tuy Hòa vào xuân 2023 như thế nào nha các bạn. Hiện nay Mr. Alo đang đứng ở chỗ công viên Thanh Thiếu Nhi. À, biểu tượng con mèo Phú Yên à, dễ thương không? À, và ngày hôm nay Mr. Alo sẽ đi từ đường Điện Biên Phủ về đến Mậu Thân, về đến Hòa Điều Hòa Hồ Sơn để review không khí Tết ở con đường hoa của thành phố Tuy Hòa như thế nào nha các bạn. Let's go. Ok, let's go cùng Mr. Alo nào. Đây con mèo của thành phố Tuy Hòa. Trước cổng công viên Thanh Thiếu Nhi bán rất là nhiều nè, bong bóng. Hiện nay toàn là bong bóng con mèo, đủ loại. Mèo cu te, mèo hồng, mèo đỏ, mèo vàng. Không khí trước công viên Thanh Thiếu Nhi rất là sôi động nha các bạn, rộn ràng vào xuân. Hôm nay Mr. Alo đi vào chiều 27 Tết để review cho cô chú anh chị con đường hoa. Chợ hoa năm nay thì cũng không khác gì năm ngoái, cũng hầu như là mai, cúc. Bên cạnh đó các cái gian hàng và gỗ rồi các anh chị. Ngày hôm nay mình sẽ thuyết trình con đường hoa cho các anh chị nha. Đó, bông trang đẹp không? Bên đây có bông trang nữa nè. Quất, cúc. Cúc đây, cũng năm nào thì cũng cúc. Văn hóa Phú Yên thì cũng là cúc ha các bạn ha. Cúc mai. Năm trước thì có gian hàng đào, thì hôm năm nay không biết có gian hàng đào không. Bưởi nè các bạn. Bưởi này năm trước clip của năm 2022 Mr. Alo cái review cho anh chị về bưởi đó. Bưởi Hưng Yên á. Bưởi cảnh Hưng Yên đó các bạn. Cúc thì rất là nhiều loại, nhiều chủng giá các bạn. Ra sớm, ra trễ rồi cúc đào, cúc gì, cúc Bình Định, cúc Đắk Lắk rồi gì tùm lum đủ giá. Các anh chị ra có thể tham khảo giá ngoài này. Hôm nay 27, 28 Tết rồi. Quý anh chị, cô chú đi mua sắm cho nhà mình một chậu cây cảnh đây. Con đường hoa rất là rộn ràng. Mình đến đường Mậu Thân rồi anh chị. Đây mình vô đường Mậu Thân luôn. Đường Mậu Thân theo quan sát của Mr. Alo thì hầu như cũng là cúc. Cúc rất là nhiều. Ồ bưởi đẹp nè. Đó, bưởi. Bưởi này thì theo mấy anh chủ năm trước anh nói là bưởi diễn, bưởi cảnh Hưng Yên. Đó, lúa cúc nè. Năm nay cúc thì rất là đẹp nha các bạn. Các bạn có thể ghé ra đây mua cho bà con tiểu thương bán hoa. Cúc cực kỳ đẹp luôn. Ồ đẹp nè. Mình đang dừng lại bông ly. Hoa ly mà 10, hoa ly Đà Lạt á. Mình đang dừng lại gian hàng hoa ly Đà Lạt nè các bạn. Rất là đẹp. À. Mỗi loại mỗi giá khác nhau. À, mình đang quay bông ly thì cô của bông cúc kêu review, tí mình sẽ review bông cúc cho các bạn nha.
Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay Mr. Alo đang đứng ở con đường Mậu Thân. Nãy giờ đi review cho các bạn nguyên cái đường Điện Biên Phủ rồi. Thấy con đường Mậu Thân này hoa của bà con đang trưng rất là đẹp. Vậy ngày hôm nay mình sẽ đi review cúc cũng như hoa ly ở đường Mậu Thân nha các bạn. Ok, let's go. Đây, ở đây mình thấy gian hàng về cúc rất là đẹp nha các bạn. Đây, lìa cúc cho các bạn luôn. Dạ. Đó. Cúc cực kỳ đẹp nha các bạn. Gặp cô chủ đây nè. Chị, năm nay bán cúc được không? Chờ cúc này bán ớ quá em ơi. Dạ. Hiện nay các tiểu thương ở đây ngày 27 rồi đúng không ạ? Ngày 27 rồi mà. Bữa 28 chứ. 28 rồi. Mà bà con nói bán hơi chậm cho nên các bạn chưa sắm gì về cây cảnh, hoa cảnh ra đường Mậu Thân mua nha các bạn. Cúc này là cúc giống gì chị? Cúc đại đó hả? À đúng rồi, cúc đại đó đó. Cúc đại đó. Đây là cúc đại đó. Đúng rồi. Trung bình nhiêu chậu vậy? Trung bình thôi, không cần nói hết giá đâu. Đây mình là trung bình là bán lỗ chị cái vừa là lấy thu hồi vốn lại là chị có 400 thôi. À, trung bình 400. Đúng rồi, thu hồi vốn lại. 400, 500, 300 có hết đúng không vậy? Đúng rồi. Đó, đây cúc của chị rất là đều nha các bạn. Đây. Các bạn có ra mua ủng hộ cúc gì ở đường đầu đường Mậu Thân đó các bạn với Điện Phủ. Ủng hộ cho cô. À. Hiện nay gian hàng cô là cô gì? Đúng rồi. Cô tên gì? Tên Nguyễn Thị Minh Trang. À, gian hàng cô Trang. Đó, các bạn ra ủng hộ gian hàng cô Trang nha. Rồi, Mr. Alo vừa ở cúc của cô Minh Trang xong rồi. Giờ đến gian hàng của Bông Ly Đà Lạt. Bông ly rất là đẹp nha các bạn. Đây lia gần cho các bạn về bông ly Đà Lạt luôn nè các bạn. Thấy hiện nay anh để trung bình giá 185.000. Nhưng mà giá khác nhau tùy loại các bạn, đẹp xấu khác nhau. Đây ly nó đủ loại luôn nè. Màu gì? Màu trắng nè, đỏ nè. Màu chanh hả? Ly này mình trồng mấy tháng con? Dạ con cũng không biết nữa nhưng mà giá trung bình là 130 chú. 130 hả? Dạ. Hơi bị rẻ luôn. Hơi bị rẻ, tôi thấy bông ly đẹp nha các bạn. Hiện nay Mr. Alo thấy bông ly ở đây rất là đẹp. Ở đường Mậu Thân giao nhau với Điện Biên Phủ á các bạn. Đó. Ly này chắc ly nhập Đà Lạt về nè các bạn. 130 càng cành cũng được em ơi. Một chậu nè. Đấy. 130.000 rất là đẹp. Chắc chậu nhỏ là có thể rẻ hơn rồi đúng không? Mà ly này coi thử có mùi không? Ly này có hương. Còn đại lý không sao, anh chồng ly không có hương. Hương nó thiêu ly rồi. Còn đi ly này có hương nè. Còn ly này là ly chanh nè. Ly giống khác. Còn đây ly giống khác nè. Ly đi đẹp chứ. Đúng là người ta có tiếng trời đi. Màu vàng, màu đỏ. Màu vàng, màu đỏ. Này là màu vàng hả? Dạ. À. Ly này hai giống loại nó tên khác hay nhau hay sao? Dạ, nhiều loại lắm chú. À. Lùng cao đúng không? Còn ly này gọi ly gì? Dạ, ly trung cao. À, ly trung cao. Mình nhập Đà Lạt về hả? Hay là mình tự trồng? Dạ. Đà Lạt về đúng không? Đà Lạt về. Đà Lạt về. Hôm nay bán được không? Tình hình bán ly hôm nay được không? Rai à, nó kiểu như là chưa ai sống Tết hết. Con đọc số điện thoại này biết ai mua ly á, người ta gọi cái mình ship cũng được. Dạ có gì? Số con cũng được. Số con không nhớ. Không nhớ luôn hả? À. Không nhớ. Gian hàng con là tên gì? Ba dạ, tên gì? Dạ Minh Phát. Minh Phát, kia Minh Trang đây, Minh Phát cho chị em luôn hả? Dạ không, chồng, vợ chồng. À, vợ chồng luôn. Dạ. Ở đường Mậu Thân với Điện Biên Phủ nha các bạn. Đó, bông ly đẹp, cúc cũng đẹp. Cùng vợ chồng luôn á bạn. À. Có gì mọi người ủng hộ mọi người gia đình mình nha. À, đó. Ủng hộ gia đình nhà của Minh Phát, Minh Trang nha các bạn. Thể tim luôn kênh Mr. Alo nha. Dạ. MR Alo á. Về sợ đi tối nay có liền, lên liền lên sống cho con luôn. Dạ. À. Bye bye mọi người. Bye bye. Rồi, Mr. Alo đi ra đường Mậu Thân, đi ra lại Điện Phủ rồi. Đây, bàn tay Phật thủ đẹp nè, dừa nghệ thuật cũng đẹp luôn nè các bạn. Đó, lọc.
đi ra tiếp cũng lại là Cúc, đi ra đường Điện Phủ luôn. Hiện nay đường rất là phức tấp nập nha các bạn. Cúc Đại Đóa nè, Cúc Đắk Lắc nè, vân vân. Đường Điện Phủ hiện nay đang sôi động vào xuân, xe lưu thông lại rất là đông. Mọi người đi cẩn thận nha. Ok, đi tiếp nào. Đó, có bán đá phong thủy, đá nghệ thuật nữa nè. Ở đường Điện Phủ á, kề cái đường Mậu Thân nha các bạn, vừa giữa đường Điện Phủ á, ở đầu Hồ Điều Sơn rồi. Đó, rất là đẹp. Cổ nữa nè, đá quý nữa nè, ngọc nữa nè. Đó. Gian hàng gỗ đá quý ngọc đó các bạn. Năm nào cũng có nha, nha mấy gian hàng này năm nào cũng có. Các bạn có mua đồ gỗ đá quý ngọc rồi ra đây. Bình nghệ thuật đẹp không? À. Gian hàng ở giữa đường Điều Hòa Điều Sơn các bạn. Có bán túi thơm 10k luôn nè. Túi thơm xa xỉ 10k. Gỗ con cá, vỗ Phật, vân vân, đẹp. Cả giá luôn á các bạn. Thì mình xuống mình đọc giá cho các bạn nha. À. bốn mét luôn, 3,5 mét luôn. À, đẹp không? Đẹp. 2,2 mét nè các bạn, có nghĩa là 2,2 triệu á. Ở Phú Yên gọi là mét không à? 2,5 triệu. À. Gian hàng gỗ đẹp nha. Gà. Cặp giá luôn. Con cá chép nè, 9,5 mét, 9,5 triệu các bạn. Rồi, ba ông Phúc Lộc Thọ đẹp không? Này là chuyên gian hàng và gỗ. Mấy cái khay đựng hạt dưa, hạt mứt nè các bạn. Đó, mình đọc giá cho các bạn luôn. 300, 400, 350, 500, vân vân, đẹp. Đủ loại luôn. Lại gian hàng gỗ nữa kìa, quá trời luôn. Ở Hồ Điều Hòa Hồ Sơn các bạn. Mr. Alo đi quay nguyên ngày hôm nay cho các bạn về đường Điện Biên Phủ, con đường hoa gỗ cho các bạn luôn. Hiện nay mình đang ở trung tâm của đường Điện Biên Phủ ở Hồ Điều Hòa Hồ Sơn các bạn. Gỗ quá trời luôn. Bên kia thì Cúc với Dần Thọ. Bán túi thơm tài lộc xá xị đây, 10.000 túi, không biết thơm không? Gian hàng ly nữa nè các bạn. Hôm năm nay Phú Yên trồng bán ly nhiều nha. À, đây gian hàng rượu nè các bạn. Trái cây, trái dừa 149.000. Cây mai nghệ thuật. Đây gian hàng mai. Mai năm nay Phú Yên hơi bị chặt mùa nhiều, bởi vì do khí hậu thời tiết thất thường các bạn, lạnh quá lạnh. Mai nó không có nở. Thực dược lại là Cúc. À. Quất nè các bạn. Quất cũng được chứ, trái nhiều nè. Con đường hoa ở Điện Biên Phủ, Hồ Điều Hòa Hồ Sơn ở xa xa kìa các bạn. Đó, mai này chắc trúng nha. Mai mốt chắc trúng nè. Đây là mai Cúc Bình Định nè, mai nghệ thuật, mai nhỏ nhỏ bonsai á các bạn, đẹp.
lúa nữa nè. Lúa này chắc 20-30 ngàn chậu, 10 ngàn không? Ly năm nay ly nhiều nha các bạn, ly Đà Lạt chắc có thể mai chặt cho nên người ta nhập ly nhiều bán á, đúng không? Ly quá trời ly nè. Thơm, ly thơm nha các bạn. Tới Trung Quốc cũng thơm nè, cái gì cũng thơm á. Con đường hoa cái gì cũng thơm hết á. Đó, hồ điều hồ, hồ sơn xa xa của các bạn kìa. Tết giờ, hết Tết người ta mới đi check in lận. Giờ người ta đi check in con đường hoa các bạn. Bông gì vậy ta? Bông này là bông gì không biết? Bông gì? Bông gì lạ vậy? Bông này đẹp nè, lạ nè. Cái xe thử bông gì, bông gì. À, bông lạ đẹp à. Sen đá của các bạn đây, sen đá phong thủy của các bạn đây. Ai thích chơi sen đá thì có thể ghé gian hàng đó rồi. Mr. Alo thì không thích sen đá đâu. Rồi mình đi tới Hồ Điều Hòa Hòa Sơn rồi các bạn. Còn nhiều lắm, nhiều gian hàng lắm. Quay cho các bạn con đường không khí Tết. Ly ly nhiều nè, cúc nhiều nè. Đường hơi tấp nập nha các bạn. Đi chơi Tết phải an toàn nha các bạn. Xe cộ quý. Điện thoại. Tí nữa thì Mr. Alo tới đoạn này mà cắt là hiểu rồi đó. Là điện thoại Mr. Alo bị giật rồi đó. Cúc. Người ta mua cúc chân chạy đi quá trời này đó. Cúc năm nay trúng đấy. Cúc quá trời cúc. Mình tới đường Nguyễn như kia rồi. Nguyễn Trãi. Điện Biên Phủ Nguyễn Trãi rồi các bạn. Vẫn còn các gian hàng rất là nhiều. Đó. Mai bonsai nè. Mai bonsai đó. Thực dược. Gian hàng bán các cái đồ trưng Tết. Ok, mình đã đến đường Nguyễn Trãi và đường Điện Phủ rồi. Clip về con đường hoa của Mr. Alo đến đây là kết thúc. Hẹn anh chị cô chú vào clip tiếp theo để review về không khí Tết cũng như thành phố Tuy Hòa vào xuân Quý Mão 2023. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị nha.